năm tuổi nha em. Năm gì em? Chị ơi, chị hỏi em mốt gì chị có thẹn với bản thân mình không chị? Ở đây là chị lớn tuổi nhất đó. Ôi, chị mà chị hỏi sức khỏe là em út phải lo cho chị mới đúng đó. Thôi nói chị vậy trời. Chị có đần cần đặt combo không? Chị mới có dưới 30 mà. Dưới 30 hả? Trời ơi, em 35 tuổi chị dưới 30 mà chị đúng làm chị được hay đúng không chị? Ủa, bởi em thích kêu cho chị cũng thoải mái. Ôi, cũng thôi. Thiệt là thất cảm như lắm, lẫn rồi chị. Dạ lẫn rồi, quý vị. Bây giờ mà còn dưới 30 là lẫn thiệt rồi. Không, chị mới mũi 3 à, chị mũi 4 mới mưa, mũi 3 à. Mũi 3 mà lẫn chị chích mũi 4 chắc nguyệt luôn đó. Cho nên là cứ từ từ nha, đừng có quan tâm sức khỏe em út chị. Đừng... Ok nha, đi. Chị á, là em đã quan tâm rồi. Em xin luôn cái combo rồi. Cái bộ gì vậy? Có bút sen nữa. Cho nên yên tâm nha. Thôi. Cứ yên tâm, cứ yên tâm. Đừng có chút nữa. Chị hỏi ta mà thêm ca kỳ vậy. Không thấy tội nghiệp em nó cứng họng. Không có tội nghiệp được. Đúng không? Cứng họng đâu. Thế ba, bước liền. Trời đó, cứng họng à. Em có biết nói gì đâu mà hôi bên bố đi. Chị cần em tặng cho chị cái niệm y. Tặng cái gì? Cái niệm y á. Thôi, chị tặng cho em trước á. Không, chị mặc trước cho em. Tặng cho em là sữa gì đây? Tắm nè, khoan. Lê bà già bà lớn mà nói hoài vậy. Chị tặng cho em khác. Ok hơn. Cái gì vậy? Dễ thương lắm, nhà chị chồng nhiều lắm. Cái gì? Chị tặng cho em một cái cây kim tỉnh. Cây kim tử nhạc vô em. Bác nhạc vô. Không, bà đi dắt không nhạc luôn. Cứ nhạc. Không có hát gì nữa. Cái miếng đó miếng gì vậy chị? Miếng gì vậy em? Miếng đó có ý nghĩa gì? Đó là miếng cái miếng trù đấy em. Nhạc vô anh. Nhạc vô. Đã đi vô. Thông minh chị được luôn đó. Cái kim tỉnh mà là cái cây là cái gì má? Cái gì người ta? Cái người ta hả? Cái cây kim tỉnh đây đó. Việt Nam quê dễ biết lắm quý vị. Vô. Bà đi vô đi. Chị đang cất cái cây kim tỉnh chị vô nha. Thấy gì đây? Đừng có để em thấy cái cây kim tỉnh chỉ một lần nữa nha. Em nói gì vậy trời? Cái gì đây? Hả? À, cái kim tỉnh chị hơi nhiều nhỏ. Lấy cái gì ra mây, chị ra mây, chị ra mây. Chị ra mây, chị ra mây, chị ra mây. Chị đây mây, chị đây. Cuốn thiệt lên cây nào còn thức cháy. Cháy hôm nay hồ còn rút về đây. Ngày hôm nay năm nữ con thật tâm. Thân nguyện năm năm ở ơn bằng ngày năm năm mười năm. Năm mình năm con năm mươi năm năm mười lăm. Năm mươi lăm chắc chưa mình đợi ta nói là này. Ủa sao vậy con? Nè nhớ cho em nghe nè. Chị nói cho em nghe. Không ai chị nghe hết cả đoàn luôn á. Chị nói cho em nghe nè. Sao? Em nói Vi Hoàng sao? Em nói là chị bé ba không? Em cứ nói lẫn mà cãi. Con bé ba là không ai có thể mà nhìn lầm được hết. Tại vì nó dày nhất đoàn mà bà không nói. Chị tóc bà đi vô cái đó. Bà có nghe hoài vậy? Đuổi lý quê quan biến tiếng Anh. Trời ơi. Không không. Xin được phép đón chị nữa. Ghét sao? Đi vô. Là sao? Em nói sao? Sao? Em nói với Huyền sao? Em lúc này là nó nên giả lộ đi sao? Em... Đúng rồi, em lúc này làm gái là phải giả lộ thôi. Em phải nhìn lại mình. Nhìn là cái thời em mới vô thi Miss Lotto đó. Em còn làm đàn ông đó. Hiểu không? Rồi sao thì? Em đừng có đăng người ta. Em đâu có đăng cái khuyên bạn mà. Không có khuyên người nghe em ta còn men. Anh em kêu giả gái giống em chi vậy? Lên nhẹ em ơi. Cũng có người yêu ta. Chị ơi, em lại chị. Ôi em, đang ra hoài vậy? Mình
coi bói chị. Ủa nha, mình sao cha mày vậy? Đúng thì cho nó duyên chứ nó đi đâu đó. Tự nhiên đố bà ngoại ta còn sống đố bao nhiêu tuổi mà chết. Ủa. Duyên quá chị má. Trời ơi trời, sao má còn đứng trên sân khấu được vậy? Má đố chị mà sao còn đứng đây hay thiệt đó. Ủa sao chị đố câu đó đó, ông nội em sống lại luôn chắc biết bà ngoại em bao nhiêu tuổi chết. Hát tiếp đi chị. Ok, lên nhạc đi anh. Tháng kiều em đi chị. Bây giờ mấy đứa quê quá, bây giờ chị lên trong vòng cổ lấy lại tinh thần đây. Thôi, thôi, để đừng có đưa con biết nữa. Số số đi quý vị. Vòng cổ hơi dài đi chị. Cắm bà ra đi. Nhạc tôi á. Một từ đây, hai từ đây. Hai từ ra, có hai từ đây, có hai từ ra. Hai từ đây, ta là bao đi hết, ta làm lại từ đây. Ủa cái gì? Ta là bao đi hết, ta làm lại từ đây. 27 chị ơi,